Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em clam con token BSCS các bạn. Để clam được thì các bạn click vào phần link này các bạn. Thì các bạn kiểm tra cái địa chỉ của bạn các bạn. Thì theo thông tin của tất cả của nguồn ngay góp thì trước kia mình đã có hướng dẫn các bạn tham gia một cái dự án là clam con NFT đó các bạn, Bri các bạn. Và mà các bạn đã theo dõi và tự quyết lợi một cái bài viết là Batka này bạn, thì mình cũng đã nhận được một token Batka ERC-721 các bạn. Và một điều kiện thứ hai là các bạn phải có số dư là trên 5 BNB, trên hoặc bằng 5 BNB. Thì cái điều kiện này chắc không ít có người nào mà claim được các bạn. Thì các bạn cứ vào kiểm tra với thử claim được hay không bạn. Thì bạn mở địa chỉ chút, các bạn copy đường link của mình các bạn. Mình có để cho phần link mô tả dưới video và trong kênh nhóm Telegram của tất cả các bạn của mình đó các bạn. Thì các bạn bấm vào mục đáp nè các bạn. Tiếp tục các bạn bắt cái địa chỉ claim nó vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ nè các bạn. Rồi trên đây thì các bạn chọn giùm mình mạng Smart Chain nha các bạn. À mình đã được claim được 780.700 token BSCX này bạn, mà hiện tại nó bị khóa nè bạn. Thì các bạn hiện tại nó bị khóa con token này, không biết nó cho gốc không, thì các bạn bấm vào cho này góp nha các bạn. Không được này ta mát tiếp. 1000 mát tiếp này là sao ta. Phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Và bạn nào đã làm trên kèo ai góp mình là đã về 75 token CTC nữa các bạn, xin chút mới về nữa các bạn. Xe này là mua giấy số các bạn, cái chỗ tít nè thì mình bỏ đi các bạn, mình không biết cái này quá. Các bạn bấm vào ai góp nè các bạn, một dưới đây nè các bạn. Rồi bấm vào claim ai góp các bạn, bấm vào claim chỗ này nè các bạn, tự động nó lóc rồi. Các bạn cái tóc cần BSCS đó thì nó khóa công chắc là để cho mình claim được tóc cần là CZCard nè các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ, các bạn cần phải có một cái địa chỉ rồi đây coi con này nó chạy trên nền tảng CDCard ZD file nè. Thì các bạn mở địa chỉ ZD file của mình ra ngay các bạn. Thì các bạn download app thì ra là các bạn mở ra là nó có địa chỉ với cho các bạn. Các bạn có cần đăng ký hay là đăng nhập gì hết, các bạn chỉ cần khôi phục 12 từ sau này các bạn bắt đắp ký đều là được các bạn. Các bạn nhấp vào một là GZ nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một nhận nè các bạn. Phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ này trên đầu nè các bạn. Các bạn nhớ đầu đuôi nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lại 0831. Rồi các bạn bắt đắp lại nha các bạn. Các bạn trở về là một địa chỉ chút qua đáp nè. Đắp vào ở đây nha các bạn. Dán vào. Rồi bạn claim các bạn. Ta. Sao không được ta? Các bạn add các bạn gì bấm vào claim các bạn. Là nó yêu cầu các bạn. Sau này là tôi cần ZDCard này nó sẽ về cái địa chỉ ví này các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.